Vậy nên là chính ra là iPhone 10s là một cái sự lựa chọn mình nghĩ là tương đối là hợp lý đấy nhá. Đấy, tuy nhiên mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời, đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đang trở lại với một video phân tích giá điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay thì các bạn cho mình hỏi một câu nhé. Đó là trong số các bạn đang theo dõi video này thì có bao nhiêu bạn thích điện thoại màn hình bé giống như mình ạ? Đấy, cũng chia sẻ với bạn luôn, đấy là bản thân mình là đang sử dụng một cái iPhone 12 mini và ở trong phòng làm việc của mình bây giờ đang thu âm cho các bạn đây này. Đây, cho các bạn xem luôn này. Đấy, thu âm backup nhé, kết hợp cùng cái mic này. Thì đấy chính là iPhone 13 mini. Đây, dơ lên để cho các bạn xem luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, không, các bạn lại không tin. Thế thì với một người là rất thích điện thoại màn hình bé như mình, cũng như là chia sẻ cho rất nhiều bạn, kể cả không có nhu cầu mua điện thoại màn hình bé, nhưng nếu các bạn có nhu cầu muốn mua thêm một cái máy nữa thì rõ ràng điện thoại màn hình bé nó cũng rất là phù hợp ấy chứ, đúng nào? Điện thoại màn hình bé bây giờ thì mình thấy là gần như là chỉ còn Apple là họ còn mặn mà với cái phân khúc này, chứ hầu hết các hãng thì cũng bỏ rồi. Đấy. Mua điện thoại màn hình bé của Apple thì bây giờ chúng ta sẽ có những sự lựa chọn nào đây? Nếu mà chúng ta mua iPhone SE 2020 thì được cái ưu điểm đây là hiệu năng của nó thì vô cùng tốt, nhưng mà tất cả mọi thứ khác của nó thì đều lỗi thời rồi, từ cái thiết kế lỗi thời, từ cái màn hình lỗi thời, cái pin cũng lỗi thời các thứ, đúng không ạ? Thì mình nghĩ là mình sẽ không quá ưu tiên vào iPhone SE 2020. Nếu mà chúng ta mua iPhone 12 mini hay là 13 mini giống như mình ở đây thì nhiều bạn nói rằng là giá nó đắt quá, và với cái tầm giá đó thì các bạn có thể lựa chọn mua những cái mẫu điện thoại màn hình lớn hơn, đúng không? Nhiều bạn sẽ có tư tưởng đấy, bởi vì là rõ ràng là với mười mấy 20 triệu chúng ta có quyền được mua những sản phẩm dòng S, dòng Note cao cấp ấy chứ, tại sao chúng ta phải nghĩ đến phiên bản mini làm cái gì? Chúng ta nghĩ đến iPhone 10 thì chúng ta lại nghĩ là hay là nó sẽ bị lỗi màn hình nhiều. Chúng ta nghĩ đến iPhone 11 Pro thì giá của 11 Pro thì nó cũng phải ngang với 12 mini rồi. Vậy nên bây giờ mình nghĩ là cái chiếc điện thoại màn hình bé giá tốt mà chúng ta có thể tiếp cận được tới nhiều nhất bây giờ đấy là iPhone 10s. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ phân tích là lý do tại sao iPhone 10s lại là cái mẫu điện thoại màn hình bé mà mình nghĩ là đáng mua nhất nhé. Đầu tiên thì mình có tham khảo giá tại website của Clickbuy thì họ đang để cho phiên bản rẻ nhất là phiên bản màu đen, nó rơi vào khoảng 8.290.000 đồng. Tất nhiên phiên bản màu trắng và màu vàng thì nó hơn đến tận 500.000 cơ. Với mình thì mình sẽ tiết kiệm bằng việc là mua phiên bản màu đen, được chưa? Vậy thì cái iPhone 10s này nếu mà so với cả những cái đối thủ khác ở trong tầm giá này thì nó như thế nào? Đầu tiên là mình sẽ so sánh luôn với cả chính người anh em của nó cái đã. Đấy là iPhone 10R, đúng không ạ? Thế thì mình thấy là iPhone 10s rõ ràng là hơn iPhone 10R ở chỗ là nó có thiết kế đẹp hơn, sang trọng hơn. Nó có màn hình đẹp hơn hẳn luôn, mặc dù kích thước màn hình bé hơn nhưng mà đẹp hơn. Nó có hiệu năng tốt hơn. Đấy, nhiều bạn bảo là ui ôi, chip giống như nhau mà. Đâu, nhưng không, RAM nó hơn đấy chứ. RAM của iPhone 10s là hơn iPhone 10R đấy nhá, chú ý nhá. 10s là RAM 4GB đấy chứ không phải RAM 3GB đâu nhá. Camera của nó cũng ngon hơn iPhone 10R và nó đa dụng hơn này. Mỗi tội pin của nó không bằng thôi. Nó chỉ thua mỗi pin nhưng còn lại hơn tất. Và mức giá thì cũng xem với nhau như thế. Thế thì bạn cảm thấy sao? Có thể để lại comment cho mình biết nhé. Còn nếu mà so với cả chính người anh em iPhone 10S Max nữa thì nó chỉ là phiên bản thu gọn lại về mặt kích thước mà thôi. Còn lại tất cả mọi thứ là giống hệt nhau, không có điểm gì khác biệt cả. Trong khi đó giá lệch nhau tới tận khoảng 3 triệu. iPhone 10S với cả iPhone 10S Max form thiết kế giống hệt nhau, mật độ điểm ảnh giống hệt nhau luôn, chẳng qua khác nhau về kích thước màn hình thôi, đúng không ạ? Khác nhau về độ lớn thôi. RAM giống hệt, ROM giống hệt, chip giống hệt, camera chính giống hệt, camera tele giống hệt, khác nhau mỗi pin. Pin và cái kích thước màn hình thì rõ ràng rồi, kích thước màn hình bé hơn thì pin nó phải yếu hơn là đúng rồi, gì nữa. Đúng không ạ? Làm gì có không gian để chứa pin nữa đâu. Nhưng mà tất cả mọi thứ gần như là giống hệt so với cả 10S Max. Thậm chí cảm giác cầm nắm còn tốt hơn. Vậy nên là chính ra là iPhone 10S là một cái sự lựa chọn mình nghĩ là tương đối là hợp lý đấy nhá. Đấy, tuy nhiên đấy là hợp lý ở đây là gì? Đấy là với những bạn nào mà chỉ thích mua điện thoại iPhone thôi. Còn nếu các bạn không theo kiểu là không quá quan tâm đến việc là nó chỉ là máy iPhone ấy, thì mình nghĩ là chúng ta cũng có thể cân nhắc mua một chiếc Samsung Galaxy Note 10 ở trong cái tầm giá này. Vì chính ra là với cái tầm giá này mình thấy là Note 10 nó sẽ hơn iPhone 10S ở chỗ là nó sẽ hơn về thiết kế này, hơn về màn hình này, nó sẽ hơn hẳn về bộ nhớ trong này, nó sẽ có camera đa dụng hơn với góc rộng này, nó sẽ có phần pin nhỉnh hơn một chút này, công nghệ âm thanh thì luôn biết mốt các thứ, và có thêm cả cây bút nữa. Thì các bạn có thể cân nhắc qua cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 đấy. Đấy thì nghĩ là cũng là một cái sự lựa chọn rất là đáng để cân nhắc, nhưng rõ ràng là cái iPhone ấy thì chắc chắn là nó sẽ bán chạy hơn là Samsung rồi. Đấy, và nó sẽ mua đi bán lại dễ dàng, sửa chữa dễ dàng, và nó cũng là một sản phẩm rất là giữ giá chứ. Trong cả năm trời trở lại đây giá nó vẫn loanh quanh tầm 8-9 triệu, đúng không ạ? Rất là giữ giá luôn.
thì anh em cảm thấy nào về iPhone 10s có thể lại comment cho mình biết nhé. Còn cũng nhiều bạn hỏi là thế thì cập nhật phần mềm lâu dài thì 10s có thoải mái hay không, thì mình nghĩ là ít cũng phải được 2 đến 3 năm nữa, thì các bạn cứ yên tâm. Rồi, tất cả thông tin thì các bạn có thể kích vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghi comment của video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.